Xin kính chào quý vị khán giả, bây giờ là những tin tức trong bản tin 113 online cập nhật. Vận chuyển trái phép 5 kg ma túy dạng đá, Hà Văn 10, trú xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An đã bị Công an huyện Anh Sơn phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An và đồn biên phòng Phúc Sơn, huyện Anh Sơn bắt giữ. Sau thời gian theo dõi tại khu vực rừng núi thuộc xã Phúc Sơn, xác định Hà Văn 10 đang vận chuyển một lượng lớn ma túy từ biên giới về Việt Nam, ban chuyên án đã tiến hành bắt giữ đối tượng. Quá trình vây bắt, đối tượng 10 đã dùng dao nhọn chống trả lực lượng công an, đồng thời phi tăng tăng vật. Ban chuyên án đã bắt giữ thành công Hà Văn 10, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Tăng vật thu giữ gồm 5 kg ma túy dạng đá, một con dao, một điện thoại di động, một xe mô tô. Tại cơ quan công an, Hà Văn 10 đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện công an huyện Anh Sơn đang tạm giữ Hà Văn 10 và đấu tranh mở rộng chuyên án. Manh động cướp hơn 20 cây vàng nhưng chỉ sau gần 7 giờ gây án, đối tượng đã bị Công an huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh truy bắt thành công. Trước đó, tại tiệm vàng Tuyến Thêu ở thị trấn Tàng Lỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai đã xảy ra một vụ cướp. Đối tượng thực hiện hành vi cướp tài sản đi xe máy màu đen không biển số, đeo găng tay, bịt khẩu trang và đội mũ bảo hiểm che kín mặt, mang theo dao búa và đập tủ kính tiệm vàng để cướp tài sản. Tại thời điểm bị cướp, trong tiệm vàng chỉ có chủ tiệm. Khi phát hiện chủ tiệm đi lên nhà thì bị đối tượng cầm dao dọa chém. Đối tượng đã nhanh chóng lấy vàng tẩu thoát. Tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính khoảng hơn 20 cây vàng. Sau 7 giờ truy xét, lực lượng công an đã bắt giữ được đối tượng gây án là Nguyễn Văn Tuấn, trú xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng, cùng toàn bộ công cụ phương tiện gây án và tàng vật. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận phối hợp cùng với Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Phan Thiết đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở của đối tượng Nguyễn An Tấn Hải, chú huyện Hàm Thuận và công ty bảo vệ nơi Hải làm việc tại phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết. Đây là đối tượng trong vụ án cố ý làm hư hỏng tài sản xảy ra tại khu phố 5, phường Phú Hải, thành phố Phan Thiết từ năm 2019. Theo kết quả điều tra, vụ việc xảy ra vào khoảng ngày 6 tháng 3 năm 2019 tại khu đất diện tích 40.000 m2 không giấy tờ ở khu phố 5, phường Phú Hải, thành phố Phan Thiết do ông Long, chú tỉnh Lâm Đồng mua lại của một người dân và xây căn nhà cấp 4 bằng gạch trên khu đất này. Công trình đang dần hoàn thiện thì bị một nhóm khoảng 10 đối tượng đến đập phá làm hư hỏng. Qua điều tra, công an xác định thời điểm trên, Hải là phó giám đốc công ty bảo vệ Đức Tuấn, được một công ty thuê bảo vệ khu đất dự án. Do căn nhà của ông Long xây dựng trên phần đất đang tranh chấp với dự án này của công ty, nên Hải đã dùng các đối tượng khác để đập phá căn nhà và ngăn việc xây dựng. Qua định giá tài sản, thiệt hại căn nhà nói trên là hơn 54 triệu đồng. Ngày 28 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phan Thiết đã khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn An Tấn Hải. Thời gian vừa qua, nhất là dịp nghỉ hè, tình hình thanh thiếu niên tụ tập gây mất an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Quảng Nam diễn biến khá phức tạp, có chiều hướng gia tăng đáng báo động. Bên cạnh việc gia tăng về số lượng thì tính chất phạm tội cũng gia tăng, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Mới đây, ngày 25 tháng 5 năm 2023, Công an thành phố Tam Kỳ phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Nam truy xét làm rõ nhóm đối tượng có hành vi gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 13 đối tượng. Theo kết quả điều tra, do có mâu thuẫn từ trước nên hai nhóm đối tượng gồm nhóm của Trần Minh Bảo sinh năm 2006, chú Hòa Hương, Tam Kỳ có 20 đối tượng và nhóm của Lê Văn Khanh sinh năm 2005, chú xã Tam Đàn, Phủ Ninh có 25 đối tượng đều là thanh niên, thiếu niên từ 15 đến 20 tuổi hẹn đánh nhau gây náo loạn đường phố. Do những các từ hành vi của mình là xe trắng. Do đó công cộng vi phạm pháp luật. Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Điện Bàn đã khởi tố vụ án hình sự, bắt giữ người trái pháp luật, gây rối an ninh trật tự, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng. Theo điều tra, nghi ngờ hai thanh niên điều khiển xe mang biển kiểm soát của thành phố Đà Nẵng đến tiệm sửa xe máy thuộc phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, nằm trong nhóm thanh niên ở phường Hòa Hải, thành phố Đà Nẵng đã đánh bạn mình. Phùng Tấn Phong đã tụ tập khoảng 10 thanh niên mang theo gậy ba trắc vào đánh hai thanh niên này. Tuy nhiên, do chủ quán ngăn cản nên nhóm của Phong đã đánh, bắt hai người này lên xe máy, chở đi nơi khác đánh, gây thương tích. Liên tiếp những ngày sau dịp nghỉ hè, tình trạng các thanh thiếu niên thực hiện hành vi phạm tội, vi phạm pháp luật, đặc biệt là tình trạng điều khiển xe mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ điều kiện tham gia giao thông, gây ra tai nạn giao thông, đuổi đánh nhau, gây thương tích, gây rối trật tự công cộng đang có chiều hướng gia tăng. Tại địa bàn Tam Kỳ không chỉ thanh thiếu niên 14 đến 17 tuổi tại địa bàn Tam Kỳ thực hiện có hành vi gây rối hoặc chuẩn bị gây thương tích, mà ở đây là những cái nhóm lôi kéo có nhiều thanh thiếu niên là ở các địa phương lân cận như Thăng Bình, Tiên Phước, Núi Thành, Phú Ninh đã tập trung đến Tam Kỳ để thực hiện việc gây rối cũng như là chuẩn bị đánh nhau. Để ngăn chặn xu hướng gia tăng tội phạm trong lứa tuổi thanh thiếu niên nói chung, trong đó có hành vi gây rối trật tự công cộng, ngoài việc đấu tranh xử lý của các cơ quan chức năng cũng cần đến sự quan tâm của gia đình, nhà trường và xã hội. Nhất là trong dịp hè, học sinh không đến trường, việc quản lý con em phải được các gia đình quản lý chặt chẽ, ngăn chặn hành vi vi phạm dẫn đến phạm tội của con em mình. Tiếp tục với những thông tin khác, đối tượng Lê Văn Vĩ đã vờ hỏi mua điện thoại rồi tìm cách chiếm đoạt tài sản, vừa bị công an thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên bắt tạm giam. Trước đó, Khúc Xuân Hồng có rao bán trên mạng xã hội Facebook một chiếc điện thoại di động với giá gần 10 triệu đồng. Vĩ đã hẹn giao dịch. Vĩ đi cùng Nguyễn Huy Hải và Nguyễn Văn Nam vừa thực hiện thao tác chuyển khoản giả, sau đó chiếm đoạt chiếc điện thoại. Các đối tượng đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Mỹ Hào đã ra lệnh tạm giam đối với Vĩ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý hai đối tượng có liên quan. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang tiến hành điều tra xác minh vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật xảy ra tại công ty cổ phần xuất khẩu nông sản sạch Việt Nam, địa chỉ số 27 đường Phan Đăng Lưu, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, do ông Trần Trọng Khanh, tên gọi khác là Lê Văn Lưỡng, làm tổng giám đốc. Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk thông báo để các cá nhân tổ chức có liên quan ký kết hợp đồng đầu tư và bao tiêu gừng, cung cấp vật tư phân bón, nguyên vật liệu có liên quan đến công ty cổ phần xuất khẩu nông sản sạch Việt Nam, liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk để trình báo và cung cấp tài liệu liên quan. Địa chỉ: Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk, số 58 Nguyễn Tất Thành, phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Điều tra viên thụ lý Võ Hưng Đoàn, số điện thoại 0905 230 127. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Vĩnh Long cho biết mưa dông và lốc xoáy xảy ra vào chiều ngày 29 tháng 6 đã làm hư hỏng 46 căn nhà, thiệt hại từ 30 đến 70% tại ba huyện Mang Thít, Tam Bình và Long Hồ. Vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 29 tháng 6, một trận mưa lớn kèm theo lốc xoáy đã làm nhiều căn nhà bị tốc mái trên địa bàn xã Tân Long, huyện Mang Thít, xã Long An, huyện Long Hồ và xã Hậu Lộc, xã Hòa Lộc, huyện Tam Bình. Trong đó có nhiều căn nhà kiên cố, rất may là dông lốc không gây thiệt hại về người. Ngay sau khi trận lốc xoáy, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cứu hộ tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo các huyện phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng công an xã, Ban chỉ huy quân sự xã đến hỗ trợ người dân di dời đến khu vực an toàn, đồng thời rà soát và thống kê thiệt hại do dông lốc gây ra, bố trí chỗ ở tạm thời cho các hộ dân trên. Trong phần tiếp theo của bản tin sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm. Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Công an huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng Lê Văn Duy, sinh năm 2000, hộ khẩu thường trú tại thôn Chính Tiến, xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai về 3 tội danh: chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Bên cạnh đó, Công an huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng cũng ra quyết định truy nã đối với đối tượng Lê Văn Luân, sinh năm 1981, hộ khẩu thường trú tại thôn Văn Trạch, xã Văn Nhuệ, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên về 2 tội danh: làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Cũng phạm 2 tội danh làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức và phải nhận quyết định truy nã của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng là đối tượng Trần Văn Thắng, sinh năm 1991, hộ khẩu thường trú tại thôn Hùng Chiến, xã Đồng Minh, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Dù với bất cứ tội danh nào, tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng. Vì thế, quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an theo số máy đường dây nóng 069 234 5860 hoặc 069 232 1667 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn. Đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.